Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đây là video mình sẽ chia sẻ với các anh về cái tử vi vận hạn của năm Tân Sửu năm 2021. Một cái năm mà các anh phải chịu tam tai năm cuối cộng với thiên can chữ Đinh khắc chữ Tân mà có báo hiệu khá là nhiều điều thú vị ở trong cái tử vi của cái năm Tân Sửu năm 2021 này đối với tuổi của các anh. Bên cạnh đó là phải nói rằng là cái năm Tân Sửu 3 năm tam tai Tỵ Dậu Sửu 3 tuổi này sẽ được tam tai trong năm 2019 là 2020-2021, và 2019 là những người tuổi Tỵ chữ nặng, năm 2020 là những người tuổi Dậu chữ nặng, và năm 2021 là những người tuổi Sửu chữ nặng. 3 năm này là vẫn đều là tam tai nhưng mà chia ra như vậy thôi. Còn cái năm cuối có thể là nhờ cái tam hợp của địa chi và nhờ cái tam hợp là Tỵ Dậu Sửu tam hợp á, thì tam tai năm này của người Đinh Tỵ cả nam lẫn nữ mạng thì nó cái phần thị phi nó sẽ bớt đi nhiều, tuy nhiên là làm ăn thì chưa chắc là tốt đẹp. Dù rằng các anh ở trong năm này có cái phúc tinh Mộc Đức, một trong những cái phúc tinh hàng đầu về tốt đẹp trong làm ăn và đặc biệt là tốt đẹp trong cái vấn đề hôn sự gia đình. Rồi bây giờ thì mình sẽ xét cái tử vi của người Đinh Tỵ nam mạng. Người Đinh Tỵ nam mạng á sẽ là những cái người sinh từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 06 tháng 2 của năm 1978. Những người sinh trong khoảng thời gian này của dương lịch đều chịu sự chi phối của người Đinh Tỵ. Vấn đề là ít hay nhiều. Thí dụ như phần đầu năm á, thì người Đinh Tỵ vẫn phải chịu cái sự chi phối một phần của Bính Thìn. Còn ngược lại những người mà sinh sau tháng 4 thì hoàn toàn là người chịu sự chi phối của người Đinh Tỵ. Rồi người Đinh Tỵ á, thì đó là một người là mệnh thổ, sa trung thổ. Đó. Là một cái người có sức chịu đựng trầm lắng, thích đối nội hơn là đối ngoại, chứ không phải sôi nổi bộc trực như là người Bính Thìn. Hay ngược lại thì trong cái tư chất của người Đinh Tỵ nam mạng thì vẫn có cái phần gọi là hơi ích kỷ, chỉ lo nghĩ phần nhiều cho bản thân hơn là những cái người xung quanh. Tùy vào cái ngày tháng năm sinh, những người mà sinh trước tháng 4 thì họ nghĩ cho người nhiều, bạn bè người ngoài nhiều hơn. Còn ngược lại thì sinh sau cái tháng 4 thì họ phải chịu sự chi phối chính của tuổi Đinh Tỵ, thì họ những người tuổi Tỵ thì họ nghĩ cho bản thân nhiều hơn là những người xung quanh. Rồi người mệnh thổ gặp năm Tân Sửu là một năm thổ, như vậy là đồng hàng bổn mạng sức khỏe ít có gặp sự khó khăn. Nếu như mà năm nay có là tam tai đi nữa thì có tai nạn đi nữa thì cũng không có nguy nan tới bổn mạng của mình. Sau chủ của năm là một phúc tinh Mộc Đức, người ta nói gặp phúc tinh này thường là may mắn và phúc lộc tốt. Phúc tinh này hành mộc mang đến nhiều may mắn vui vẻ tốt lành trên nhiều phương diện cuộc sống, tốt nhất là chuyện hôn sự và đặc biệt là nó tốt đẹp nhất là vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Rồi hạn của năm là hạn Huỳnh Tiền. Đây là hạn báo hiệu một năm có thể là có sức khỏe suy kém, chủ yếu là bệnh nặng, tuy nhiên không nguy nan tới bổn nạn do là mình năm nay là năm thổ đồng hàng ha. Chủ về bệnh tật cần phải cẩn trọng nhiều điều. Rồi đó là cái này hạn Huỳnh Tiền. Vận niên của năm tuy đang ở trong tam tai nhưng vận niên là một vận niên tốt, vận niên kê hồi viên, tức là cái hình ảnh con gà được thả về vườn. Năm nay báo hiệu là một năm no đủ, không phải quá lo nghĩ về tiền bạc và sức khỏe. Người ta nói là không quá phải lo nghĩ về tiền bạc và công danh. Cầu tài thì có tài, mà cầu danh thì được danh. Giữ vững lòng tin và bản thân thì những cái việc mà bị ách tắc ở trong năm 2019-2020 thì năm nay sẽ được hanh thông tốt đẹp. Đó là nhìn về cái phần vận niên. Thiên can thì không mấy tốt đẹp,
trụ này trong các cái xét về mạng là sao hạn vận niên, thiên can là trụ chủ yếu nói về các công việc và đối tác. Chữ đinh của mình sẽ khắc chữ tân của Tân Sửu. Như vậy thì các anh là đinh khắc tân, thiên can khắc năm, công việc dễ gặp những cái sự bế tắc. Tuy nhiên là mình khắc năm cho nên là mình vẫn phải tốn tâm tốn trí nhưng mà vẫn giải quyết được, chứ không phải lâm vào bế tắc. Nếu như mình là chữ tân, năm là năm đinh thì mệt mỏi hơn nhiều ạ, có thể là lâm vào bế tắc. Địa chi thì tỵ gặp sửu là hình thái tam hợp, tuy tốt nhưng cũng chính là tam tai. Năm cuối chủ về những cái tốt đẹp về tình cảm, tuy nhiên cẩn trọng những cái mối quan hệ xã hội, đặc biệt là các anh đinh tỵ mà có cái mối quan hệ bên ngoài thì năm này rất dễ lòi ra ha. Đó là nhìn cái tử vi bên ngoài. Bây giờ mình xét tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn coi các anh đó là sao. Tọa cung tiểu vận thì có các sao: bệnh điếu khắc thiên mã thanh long. Bộ sao này á thì điếu khắc thiên mã thanh long thì là đi xa, tốt đẹp về công việc. Tuy nhiên bệnh đi trước điếu khắc thì cẩn trọng về sức khỏe khi mà đi xa hoặc phải di chuyển trên đường. Nhớ cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, đặc biệt là xe cộ. Còn tọa cung tiểu hạn tức là cung xung chiếu á thì có tướng quân trạng sinh tuần triệt, án trên long trì quốc ấn thiên phúc quan phủ. Cái bộ sao này chủ về là tướng quân trạng sinh, có thể là nếu như các anh làm trong con đường quan vận thì dễ thăng quan tiến chức. Tuy nhiên bị tuần triệt án ngữ trên long trì quốc ấn, trước khi đạt được cái việc của mình thì có cái sự chống phá không có tốt đẹp. Tuy nhiên nhờ thiên phúc và quan phủ, đây là một cái bộ sao. Thiên phúc tức là cái những cái âm phúc hoặc là những cái phúc mà gia đình hoặc là bề trên của mình tích lại hoặc là bản thân mình tích lại được, mà nhờ cái sự may mắn mà vượt qua, cuối cùng thì vẫn được cái tròn vẹn ở trong cái con đường quan vận của mình. Còn cung nhị hợp thì có các sao: kiết sát lâm quan thiếu dương thiên khôi, hồng loan đường phù hỷ thần. Đây này là bộ sao dễ có quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống hoặc là có tin vui khi có hỷ thần đường phù, thậm chí là cái này là thêm dâu hoặc là thêm rể trong gia đình. Còn cung tam hợp thì có các sao như thiên hư phi liêm tăng môn, thanh long lưu hà tế phá quan đới tế càng có quan có tăng môn phi liêm lưu hà đi sau thanh long. Như vậy chủ về gia sự, có thể là bà con hoặc là những cái người trong họ của mình rất dễ có tang hoặc là người đau ốm bệnh tật. Nếu như người đàn ông đau ốm bệnh tật thì chắc là sẽ khó qua khỏi, hoặc là có thể hiểu là đây là cái năm mà công việc của mình đang được quý nhân nào giúp đỡ thì bị người khác chọc chẹt và quý nhân đó không giúp đỡ mình nữa. Được hiểu đơn giản là như vậy ở trong cái cung tam hợp này. Rồi, đó là nhìn chung cái tử vi bên ngoài và tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn, cung xung chiếu của người đinh tỵ nam mạng ở trong cái năm Tân Sửu 2021. Dù rằng có cái sao mộc đức nhưng hãy nhớ mình đang ở trong 3 năm tam tai, chắc chắn rằng sẽ khó mà có nhiều cái điều tích cực. Mỗi cái sao cũng giống như một cánh én không đem lại một cái đến một cái mùa xuân. Gặp năm nay vận thế của năm thì rất xấu, nào là dịch bệnh rồi là hạn hán mưa trái mùa làm cho cái năm nó gọi là vận thế xấu, thì các anh đừng nghĩ mình có sao mộc đức mà cương quá mức ở trong những cái năm này, những cái năm như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ xét cái vận hạn những tháng còn lại của năm Tân Sửu 2021 dựa vào cái cách thức tính tử vi để xem coi là tháng nào tốt và tháng nào xấu, tháng nào tốt cái gì và tháng nào xấu cái gì, để các anh có cái nhận định mà biết cương nhu trong cái công việc của mình đó là sao. Tháng này là tháng 5 mà bây giờ là cũng khá trễ rồi, ngày 19 tháng 5 rồi. Tuy nhiên mình thôi mình cứ làm đi, nhắc cái tháng 5 này để mình nối vào cái tháng 6 cho nó dễ.
tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Giáp Ngọ, tháng này là tháng Kim. Như vậy xét về trụ mệnh là thổ của các anh sinh Kim, sinh xuất bản mệnh, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, sức khỏe không được tốt đẹp. Thiên can Giáp Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng từ chủ ra mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Giáp là Mộc và Đinh là Hỏa, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh. Tháng này chắc có chút tài lộc nhỏ hoặc là có cái tín hiệu vui vẻ vì đó ở trong cái công việc. Tháng mà xấu nhất của người Đinh Tỵ ở trong năm nay chính là tháng Quý Tỵ, tháng tư âm lịch, tháng mà các anh vừa trải qua vừa rồi ha, gặp nhiều cái buồn phiền bực bội, lo âu đủ đều, chữ Quý khắc chữ Đinh, tháng thì tháng tuổi luôn, cho nên là không tốt đẹp. Tháng năm này đỡ đần hơn rồi ha. Rồi địa chi Tỵ Ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Ok, tháng này không có gì quá lớn về cái gia đạo tình cảm, mọi thứ khá là tốt đẹp đối với gia đạo tình cảm. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mình có nói là tháng này là tháng vận thế xấu nhất của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Ất Mùi. Tháng Ất Mùi là một tháng Kim, tiếp tục sinh xuất về bổn mạng khi mà mạng thổ gặp tháng Kim. Bổn mạng sức khỏe suy yếu, phúc tinh tài tinh vì thế cũng suy yếu theo. Thiên can Ất Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ cũng giống như là tháng năm. Và nạp âm ngũ hành của Giáp Ất là Mộc, Đinh là Hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, tốt cho tài lộc và một chút về công việc hanh thông hơn. Địa chi Mùi Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì tháng này tiếp tục là một tháng tốt đẹp về tình cảm gia đạo, không có quá nhiều xung khắc đối với người Đinh Tỵ nam mạng. Vì cái sao Mộc Đức á, là một cái sao tốt cho cái gia đạo tình cảm, những cái nảy nở, mà đặc biệt là trong cung nhị hợp lại có đào hoa hồng loan nữa. Nếu như anh nào mà đã gãy đổ hôn nhân thì năm nay là năm rất dễ gặp được một mối tình đẹp hoặc là một mối tình cảm tốt đẹp hơn. Tiếp tục là tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng cô hồn. Tháng này thường là không tốt đẹp cho người Đinh Tỵ, đặc biệt là Đinh Tỵ nữ mạng, hàng năm luôn chứ không phải là riêng năm này. Tháng này là tháng khá là xấu cho người Đinh Tỵ, vì người Đinh Tỵ vốn dĩ là những người mà có cái cặp mắt gọi là âm dương, họ hay thấy bậy trong tháng này, vì tháng này đối với người Phật giáo là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, cho nên là âm binh đi tùm lum, dễ gây cái phiền toái cho những người trực dương như là Tỵ, những người tuổi Tỵ, đặc biệt là Đinh Tỵ. Rồi tháng 7 âm lịch là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa của tháng sinh thổ của bản mệnh. Bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế nó phát sáng hơn. Thiên can Bính Di Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên đây là thiên can tốt đẹp, không có vấn đề gì cả về công việc mọi thứ. Địa chi Thân Tỵ, dần Thân Tỵ hợi, Thân Tỵ, Thân Tỵ, đây là cái nhóm tứ hành xung, nhưng nó sát nhau trong tứ hành xung, nhưng cặp địa chi của bộ tứ hành xung này rất hay, Thân Tỵ lại là lục hợp, cho nên là gia đạo tình cảm của tháng này sẽ có nhiều cái sự an vui hơn là bức bối ở trong cái tháng Bính Thân, tháng hỏa của cái năm Tân Sửu này. Có thể là những năm khác tháng 7 có thể xấu, nhưng mà tháng 7 năm nay đối với người Đinh Tỵ nam mạng là tháng tốt. Vì sao? Vì có cái sao Mộc Đức nữa, đúng không? Tốt đẹp, đó là tháng 7. Tiếp tục là tháng 8. Tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh thì hỏa của tháng tiếp tục sinh ra thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi, tốt đẹp. Thiên can chữ Đinh của Đinh Dậu và chữ Đinh của Đinh Tỵ là đồng hàng, công việc hanh thông thuận thành, tháng này rất dễ sinh tài lộc, đặc biệt là tài lộc lớn luôn. Vì sao? Vì địa chi của tháng này, người tuổi Tỵ gặp tháng Dậu là bộ tam hợp về địa chi,
Tỵ Dậu Sửu, gia đạo tình cảm của tháng này thì thật sự tốt đẹp, chứ không phải lấn cấn như tháng 7. À, tháng này là tam hợp thôi nhưng mà nó không có nằm trong bộ tứ hành xung luôn thì nó tốt hơn, đúng không? Nhờ cái bộ tam hợp này cộng với cái chuyện mà đinh đồng hàng nữa thì mình nghĩ là tài lộc và cái có thể là quý nhân giúp đỡ mình kiếm được tiền tài ở trong cái tháng này rất là tốt đẹp. À, có thể nói trong những tháng còn lại của năm Tân Sửu thì tháng này là tốt nhất. Rồi, tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 9 là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất thì là tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh thì không tốt đẹp lắm. Vì mộc của tháng khắc thổ của bản mệnh. Bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe và bổn mạng sẽ xấu, cẩn trọng những tai nạn, bệnh nạn, phạm thân, có thể là nguy nan tới bổn mạng của các anh. Nè, thiên can đinh mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Khi mà bổn mạng bị tháng tương khắc á, thì phúc tinh tại tinh coi như là mất hoàn toàn tác dụng, phá và bại tinh sẽ hoành hành. Chính vì cái điều đó sẽ tác động lên cái thiên can. Vì sao? Vì chữ đinh nó là hỏa, mậu là thổ, nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất. Đây là tháng rất dễ suy hao tài lộc. Vì sao? Vì cái phúc tinh và tài tinh của trên mệnh đó, nó bị suy yếu rồi, mất tác dụng rồi, cho nên cẩn thận bị tổn tại. Và tiếp tục về địa chi Tỵ Tuất thì không xung không hình không hại. Ok, tháng này là một tháng tốt đẹp về mọi mặt ở trong gia đạo tình cảm, không có vấn đề gì lớn. Rồi, có thể là nhờ cái sự suôn sẻ trên tháng 8 kéo xuống tháng này luôn ha. Như vậy tháng này là nhớ phải cẩn thận bổn mạng và suy hao tài lộc nha. Nhưng mà tài lộc nhỏ thôi, không có lớn. Tiếp tục là tháng Kỷ Hợi, tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh, tháng này là sao? Mộc của tháng khắc thổ của bản mệnh. Tháng khắc bản mệnh sức khỏe xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân, có thể dẫn đến nguy nan bổn mạng của mình, đúng không? Thiên can đinh kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. À, đinh thì hỏa mà kỷ thì là thổ, cho nên đây là nạp âm của anh của thiên can tiếp tục bị sinh xuất. Đây là tháng rất dễ suy hao tài lộc lớn, à chứ không phải nhỏ. Vì sao? Vì phần địa chi Tỵ Hợi nằm trong bộ sứ tứ hành xung, dần thân Tỵ Hợi sát nhau, à trong bộ tứ hành xung, cho nên còn gọi là chính xung hoặc là lục xung. Gia đạo tình cảm cẩn trọng những chuyện không vui, các mối quan hệ trong công việc làm ăn cẩn trọng coi chừng người ta hại mình, gặp chuyện không tốt đẹp ở trong cái đối tác làm ăn hoặc là bạn bè không có vui vẻ. Cẩn thận tháng này ha, tháng này khi bổn mạng bị tương khắc tháng, địa chi thì bị lục xung, thiên can bị sinh xuất. Đối với người định tỵ tháng 10 năm nay cực kỳ cẩn thận. Rồi, tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 11 của năm Tân Sửu chính là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Như vậy xét về bản mệnh thì là thổ đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không vấn đề. Ok, tháng này tiếp tục là bổn mạng tốt, không xấu như tháng 10. Rồi, thiên can đinh canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, tháng này không có quá nhiều cái việc không tốt đẹp ở trong công việc và mọi thứ nữa, tiền tài nữa. Địa chi Tỵ Tý thì không xung không hình không hại, cho nên ok, tháng này thì gia đạo tình cảm sẽ không còn xấu giống như tháng 11, tháng 10 khi mà địa chi gặp lục xung ha. Rồi, tiếp tục là tháng 12, tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng Chạp. Tháng này là tháng Tân Sửu luôn. À, tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu chắc chắn là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng cũng giống tháng 11, khi thổ đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe không có gặp khó khăn, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi. Tuy nhiên thiên can không tốt đẹp, khi chữ đinh của đinh tỵ khắc chữ tân, thiên can khắc tháng, rồi là thiên can khắc năm luôn, cho nên là cẩn thận hao tài, công việc có người chống phá, hoặc là tiền tài không lấy lại được như mình mong muốn, cẩn trọng ở trong tháng này. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp,
tuổi Tỵ gặp tháng Sửu, gặp Tỵ Dậu Sửu, đây là địa chi nhóm tam hợp, cho nên là gia đạo tình cảm có nhiều cái chuyện vui vẻ, không phải lo lắng gì. Cũng đúng thôi, vì tháng là tháng Tết, mình có làm việc đi nữa thì cũng chỉ có khoảng 15 ngày đầu thôi, 15 ngày sau là chúng ta cũng phải cuống cuồng vào lo Tết dù ít dù nhiều để mà đón chào cái năm mới với cái vận hạn mới tốt đẹp hơn, không còn tam tai cho những người Tỵ Dậu Sửu nữa. Cho nên có thể là gia đạo sẽ tình cảm vui vẻ lên. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 những cái thông tin cơ bản về tử vi vận hạn của những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Ngoài cái việc có được cái phúc tinh mộc đức ra thì bên cạnh đó các anh cũng còn khá là nhiều điều phải âu lo trong cuộc sống, về cái như là hạn của năm này, rồi cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn, đặc biệt là cái việc tam môn nhập vào cái cung tam hợp rẽ dễ rất có nhiều cái sự mất mát chia lìa hoặc là tan ở trong gia đạo của mình. Các anh nhớ cẩn thận điều đó nếu có người cha là người lớn tuổi và lâu năm. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp các anh biết định hình những cái tháng còn lại của năm Tân Sửu như thế nào để biết cương nhu trong cái công việc vận thế của mình, để có được một cái năm Tân Sửu năm 2021, năm tam tai năm cuối được thành công mỹ mãn tốt đẹp. Các anh xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống hoặc là Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui vẻ gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.